trân trọng giới thiệu cùng các bạn bài thơ hay của thi hào Pháp Jacques Brébet, nội dung về bốn mùa xuân hạ thu đông, về ngày đêm và tình yêu đôi lứa của con người. Tôi xin đọc nguyên văn bài thơ tiếng Pháp của ông. Et l'automne attendait l'hiver, le printemps attendait l'été, et la nuit attendait le jour, et l'amour attendait l'amour. Bài thơ của thi hào Pháp Jacques Brébet rất hay. Tả về thiên nhiên bốn mùa xuân hạ thu đông trong một năm, diễn tiến tuần tự, mùa sau nối tiếp mùa trước, mùa trước chờ đợi mùa sau đẹp hơn thay thế cho nó. Điều gì đến ắt phải đến, bởi đã là quy luật tự nhiên bất biến ngàn đời. Không phải chờ đợi, các mùa sẽ lần lượt xuất hiện theo vòng quay của trái đất. Trái đất tự xoay quanh nó theo trục nghiêng 23 độ, xoay được một vòng là hết một ngày đêm. Rồi trái đất xoay mãi, đủ 365 vòng theo quỹ đạo riêng của nó là hết một năm với đủ 4 mùa. Mùa được tạo nên bởi vị trí của trái đất với mặt trời ở trung tâm hệ mặt trời. Con người với tình yêu khắc khoải, luôn luôn hy vọng và chờ đợi một tình yêu đẹp nhất ở phía trước, nên bày đặt chữ chờ đợi. Nhà thơ Jacques Brébet dùng động từ chờ đợi, attendre, ở thì quá khứ imparfait, quá khứ tiếp diễn hay là quá khứ chưa hoàn thành. Trong tất cả các câu thơ diễn tả mùa chờ đợi mùa, tình yêu chờ đợi tình yêu, tuần tự tiếp diễn không bao giờ kết thúc và lặp lại đến muôn đời. Bài thơ đã là niềm hứng khởi cho bài thơ tứ tuyệt của tác giả Pierre Luciadi, một người mang hai dòng máu Pháp Việt, định cư tại thành phố Lyon, nước Pháp. Ông đã cảm nhận được cái hay, vẻ đẹp và cái tình trong bài thơ của thi hào Pháp. Sau đây là toàn văn bài thơ tứ tuyệt của ông. Ông đã viết nguyên văn rằng: tùy hứng theo thơ của thi hào Pháp Jacques Brébet, đợi chờ thu đang chờ đón đông sang, xuân xanh chờ hạ nắng chang chang vàng, đêm chờ ngày đến đêm tàn, tình yêu chờ đợi muôn vàn thương yêu. Rồi ông đã chia sẻ bài thơ cho các bạn yêu thơ ở quê nhà đất Việt. Thị Nguyệt Bùi, tôi cũng lập tức bị lây niềm hứng khởi bởi sự yêu thích ngôn ngữ Pháp. Tôi đã viết 4 câu thơ bám theo ý thơ của thi hào Jacques Brébet như sau: xuân hạ thu đông, mùa sau trước, ngày đêm tuần tự đều tiếp bước, tình yêu hằng mơ ước, tất cả không ngoài chữ đợi mong. Bác sĩ Trịnh Đình Hoài, nickname là Trịnh Trương Sỏi, từ Đà Nẵng đã họa thơ Brébet bằng một bài tứ tuyệt. Vòng quay xuân hạ thu đông, yêu nhau kết lại làm chồng vợ nhau, ngày dài đằng đẵng đêm thâu, yêu thì sẽ đến không cầu mãi xa. Đọc bài thơ của anh, tôi thấy một triết lý hiển nhiên: tình yêu ắt sẽ tìm thấy tình yêu, đâu phải cầu mới thấy. Rồi cao hứng lên, anh viết tiếp một bài tứ tuyệt dí dỏm: xuân sang hạ đến thu tàn, đợi ai đông giá phủ màn sương răng, ngày đi vội đợi ánh trăng, có yêu đến gấp kẻo thăng đây này. Tôi nghĩ anh đã nói lên sự sốt ruột của những con người thiếu kiên nhẫn,
chưa biết đợi đến cùng. Nhà thơ Nguyễn Văn Thanh từ Hà Nội cũng đã nhiệt tình góp một bài họa thơ: Xuân về, hạ đến thu sang, đông tràn giá lạnh, nắng vàng hanh hao. Tình yêu đến từ khi nào, ngày đêm trông ngóng vẫn hoài đợi mong. Chị Bình Kiều, nickname Bình Kiều, nữ bác sĩ làm thơ của khóa học HMU A1984, tức là Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp năm 1984, chúng tôi có bài họa thơ rất hay. Chị viết: Thu qua rồi đến đông sang, xuân đi hè tới mênh mang đợi chờ. Đêm tàn, ngày lại như mơ, tình yêu muôn thuở vẫn chờ tình yêu. Nhà giáo Chu Hưng Long, nickname Long Chu Hưng từ Hà Nội, có tứ thơ lạ nhưng thâm thúy, vượt quá cả khuôn khổ của bài thơ gốc của Thi Hào Pháp. Bài thơ gốc mới chỉ dừng lại ở một kiếp đời hiện tại của một kiếp người ở cõi trần gian, còn anh đã phát triển cả đến cõi thiên và cõi âm nữa. Anh viết: Bốn mùa là bốn chặng đời, có ai thoát xác lên trời chơi trăng? Sao mãi xuân hạ thu đông, để cho người ấy đợi mong dưới mồ. Anh Chu Long tâm sự, đọc bài thơ hay của Jacques Prévert, cảm hứng trong anh tuôn chảy đến mức lên trời rồi xuống cõi âm, mục đích là để tìm cho được người mình đã yêu và được yêu, cho dù chỉ còn là linh hồn. Nhà thơ Bá Thanh từ Hà Nội đã viết trong một bài viết trên trang Facebook của anh như sau: Tôi đã được đọc và chia sẻ bài thơ này để ghi nhớ một bài thơ hay. Tôi cũng đã đọc những cảm xúc của các bạn về bài thơ này rất tuyệt qua các vần thơ. Vì bài thơ quá hay và chưa rõ luật họa thơ của nước Pháp ra sao nên chỉ phóng tác đôi vần theo cảm nhận của mình. Bài thơ chỉ có 4 câu mà câu nào cũng có động từ attendre, đợi, và dùng nhiều từ e, tức là và. Vì vậy, cố gắng theo nguyên tác, bài thơ lại có dạng như ngũ ngôn tứ tuyệt, nên chọn thể thơ này xin có 2 bài. Bài đợi số 1: Thu đợi đông chinh trắng, xuân đợi hạ xanh tươi, đêm đợi ngày tỏa nắng, đêm đợi ngày thắm, còn yêu chỉ đợi yêu. Nhà thơ Bá Thanh kết luận bằng câu: Chỉ là tạm phóng tác thôi, mong các bạn thông cảm. Nhưng tôi trộm nghĩ, với ngôn từ phong phú và với sự am hiểu luật thơ đường, thơ lục bát, thơ ngũ ngôn, vân vân, anh Bá Thanh có thể viết được nhiều bài thơ hay về chủ đề trên. Nhưng có lẽ lần đầu tiên anh họa thơ cho một bài thơ của Thi Hào Pháp, anh mới chỉ tạm viết ra đôi bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, bám sát cả về từ, ngữ, nghĩa, ý tưởng và nội dung của bài thơ tiếng Pháp của Prévert. Tôi đã giới thiệu với các bạn về bài thơ hay của thi hào Pháp Jacques Prévert, về bốn mùa xuân hạ thu đông, về ngày đêm, về tình yêu
lứa đôi của con người. Bốn mùa không phải lúc nào thời tiết cũng đẹp, có lúc nắng cháy, giá lạnh đến tê tái lòng, rồi hạn hán, mưa dông, bão lụt. Có những lúc trời lại đẹp, nắng vàng, gió hiu hiu thổi, cây cối tốt tươi, chim cất tiếng ca, suối reo róc rách. Con người luôn biết đợi, hy vọng mùa sau sẽ tốt đẹp hơn mùa hiện tại. Rồi trong buổi đêm tối tăm giá lạnh, con người luôn hướng tới ban ngày rực rỡ ánh dương với hoa thơm bướm lượn, muông thú đùa vui nhảy nhót trong rừng cây xanh mát. Con người lại còn mong đêm dài qua mau để đón đợi ngày vui hạnh phúc. Tình yêu lứa đôi cũng vậy. Có những tình yêu ích kỷ, nhỏ hẹp, hời hợt, chóng vai, nhưng cũng có những tình yêu cao thượng, chân thành, bền bỉ, thủy chung, song sắc. Những người biết yêu và có trái tim yêu đều mong muốn chờ đợi một tình yêu đích thực, và trong tim luôn da diết mong chờ dâng hiến cho người yêu xứng đáng. Đó chính là một nửa của mình. Bài thơ hay của nhà thơ Pháp đã thể hiện sự hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn và ở phía trước. Con người luôn mong muốn mùa sau đẹp hơn mùa trước, ngày vui sẽ thay thế cho đêm buồn, tình yêu sau sẽ là đẹp nhất, nên cứ đợi, đợi mãi và không có hồi kết. Như động từ điệp khúc, nhà thơ Brevet đã nhắc đi nhắc lại trong tất cả những câu thơ của ông. Động từ attendre, đợi, mà ông đã chia ở ngôi thứ ba số ít thì imparfait, thì quá khứ chưa hoàn thành. Attendre, 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 đợi, đợi và đợi. Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2020. Biên tập, bình luận và diễn đọc Bùi Thị Nguyệt. Tôi đọc trên nền nhạc guitar của nghệ sĩ Văn Vượng bài Mưa Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý.